sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978 106 552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Vipernet rút lui, ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục đổ nghìn tỷ vào cuộc đua trên bầu trời. Không chỉ vận hành Bamboo Airways riêng lẻ, ông Trịnh Văn Quyết còn liên tục rót tiền đầu tư vào các công ty khác để bổ trợ cho tham vọng hàng không của mình. Rót thêm 770 tỷ đồng vào Bamboo Airways. Trong quý 4/2019, tập đoàn FLC đã góp thêm 770 tỷ đồng vào Bamboo Airways, nâng tổng số vốn góp lên thành 2.070 tỷ đồng. Ngoài nhận vốn của công ty mẹ tập đoàn FLC, Bamboo Airways còn huy động vốn từ các cổ đông khác. Do vậy, việc giảm tỷ lệ sở hữu của FLC tại Bamboo Airways là do sở hữu bị phá loãng trong quá trình hãng không này tăng vốn. Bên cạnh việc tăng vốn đó, Bamboo Airways dự kiến mở rộng quy mô mạng bay lên 85 đường bay trong 2020, bao gồm 60 đường bay nội địa và 25 đường bay quốc tế, mở rộng đội bay dự kiến lên tới 100 máy bay, trong đó có 12 máy bay thân rộng Boeing Dreamliner 787-9. Không chỉ vậy, Bamboo Airways còn đề nghị nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà ga T3 tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Dự án này dự kiến có công suất 20 triệu lượt khách trên một năm, diện tích khoảng 100.000 m², xây dựng trên khu đất 16,37 ha được Bộ Quốc phòng bàn giao, cùng với một số công trình phụ trợ khác có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng. Cùng với đó, FLC của ông Trịnh Văn Quyết mong muốn Bộ Giao thông Vận tải xem xét và chấp thuận chủ trương cho tập đoàn này nghiên cứu đầu tư xây dựng khu chế biến xuất ăn tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Động thái này nhằm hướng đến tham vọng xây dựng một hãng hàng không tự chủ về cung cấp xuất ăn, đồng thời cung ứng dịch vụ xuất ăn cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế tới Việt Nam. Thành lập công ty cổ phần kỹ thuật hàng không Sao Mai. Đến tháng 11 năm 2019, Bamboo Airways đã tham gia thành lập công ty cổ phần kỹ thuật hàng không Sao Mai bằng việc góp 392 tỷ đồng, tương đương 49% vốn của Sao Mai. Ngoài Bamboo Airways, hai cổ đông còn lại của kỹ thuật hàng không Sao Mai là ông Trịnh Tuân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sao Mai, 26%, và bà Nguyễn Thị Phú, 24%. Đến ngày 25 tháng 11 năm 2019, tức là chưa đầy một tháng sau khi thành lập, công ty Sao Mai này đã tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên mức 2.150 tỷ đồng. Với ngành nghề kinh doanh chính được xác định là sửa chữa và bảo dưỡng máy bay, cùng với đó là hỗ trợ trực tiếp vận tải hàng không và cho thuê máy bay. GAB lấn sân lĩnh vực hàng không. GAB là công ty sản xuất gạch do tập đoàn FLC sáng lập, đang muốn bổ sung hàng loạt ngành nghề kinh doanh mới, trong đó có hoạt động vận tải hàng không. Theo tài liệu cho cuộc họp đại đồng cổ đông bất thường của GAB, công ty này muốn bổ sung thêm nhiều ngành nghề kinh doanh bao gồm vận tải hành khách hàng không, vận tải hàng hóa hàng không và sản xuất điện. Ngoài ra, GAB còn dự định đổi tên thành công ty cổ phần đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC và chuyển trụ sở chính của công ty từ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây cũng chính là địa chỉ trụ sở chính của tập đoàn FLC trước khi tập đoàn này chuyển về trụ sở hiện nay tại Bamboo Airways Tower 265 Cầu Giấy, Hà Nội. GAB hiện nay có vốn điều lệ là 138 tỷ đồng, tương ứng 13,8 triệu cổ phiếu lưu hành. Theo nhà đầu tư.vn, Khánh An, VietnamMới.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.